rồi chiếc Winner đang bị tuột nồi với lại lỡ con. Cái này nó khó gì xấu đúng không? Giật cái xe luôn hả? À, cắt con không được. Nó ngồi nó hơi dài dòng luôn. Mình làm rồi mình khắc phục cái lỗi này luôn. Cái nồi này em làm lâu chưa em? À, mới làm đây, chạy không vô, không bốc luôn. Lấy mình làm xong mình quay cho anh em xem. Ủa xe này lên nội ma luôn á hả? Ủa sao chị kỹ ta? Nồi nó mua ma đáng lẽ phải bắt lắm nha anh em. Nó bắt hơn nồi zin nhiều. Nồi zin làm là nó bốc rồi. Mua ma nó sẽ bốc hơn. Bây giờ mình gỡ ra mình làm xong mình quay cho anh em xem á. Trời ơi. Chiếc Winner này, Winner không? Đây cái Winner thì sau khi mình làm lại nồi, nồi Uma nha. Cầm theo lại cái bài bên mình. Đây là bố là sắt. Rồi. Tuần heo mình làm lại hết. Nó không còn bị giọng nữa. Cái nãy chỗ cũ không có làm đúng không? Nãy nó rờ lắm, giờ nó mình canh nó phải có rờ chút xíu chứ không được cứng, à cứng nhắc cũng không ngon. Rồi giờ mình chỉ ráp vô đây xong rồi mình test cho anh em coi. Cái xe này thay miếng gòn luôn, miếng gòn gì nó rách rồi. Rồi ok. Cho anh chủ xe anh coi nè. Chứ nãy nó bị lỡ số lại nồi nó bắt nó bóc được vậy. Do mỗi người mỗi bài nha anh em. Mình làm mình có thử cho anh em coi hết á. Rồi tiếp tục tăng ca đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi rồi rồi. Tiếp tục công việc.